Mọi người có thể thấy này, đây này, nó đang thực hiện những cái động tác kéo bẻ cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy. Cái nổi trội của nó là những cái động tác gập người rồi là kéo bẻ. Trước mắt các bác đang là hai cái mẫu ghế VIP của hãng Inada. Thì mọi người có thể thấy là bên trái này, nó là cái mẫu Family Inada màu đỏ đen. Còn bên phải là mẫu Inada 10.000 màu vàng. Thì hai cái mẫu này mọi người thấy đều là những cái mẫu khá là cao cấp của hãng Family Inada. Tuy nhiên nó có khác nhau một chút, đó là ở cái phiên bản màu vàng này, nó là một cái phiên bản cao cấp hơn. Thì mọi người có thể thấy là từ cái thiết kế và cái xoa bóp thì nó có cái sự khác biệt. Thì mình sẽ cùng xem nó có khác nhau những cái gì. Cái dòng Inada này đấy, thì nếu mà thoạt nhìn qua ấy, thì mọi người thấy là cái hình thức của nó thì cũng không có gì quá là nổi trội. Nhưng mà mọi người có thể thấy đây này, nó đang thực hiện những cái động tác kéo bẻ cực kỳ là tuyệt vời luôn. Đấy. Cái nổi trội của nó là những cái động tác gập người rồi là kéo bẻ rất là tinh tế. Và mọi người có thể thấy này, ở các cái phần mông của nó này, nó thổi căng lên để nó đẩy cái người mình cong ra, kéo giãn người mà. Nó thực hiện các động tác kéo giãn cực kỳ tuyệt vời luôn. Cái mẫu bên trái này nó là Family Inada F330. Còn cái mẫu bên phải này nó là Inada 10.000. Mẫu F330 thì nó là cái dòng massage thông thường. Còn cái dòng Inada 10.000 thì nó đã có tích hợp thêm cả cái trí tuệ nhân tạo AI. Thì nó có thêm AI thì nó khác cái gì? Thì mọi người có thể thấy là cái bản thông thường thì cái điều khiển của nó là điều khiển phím cơ. Đấy, điều khiển phím cơ học như thế này. Đó. Còn ở cái dòng trí tuệ nhân tạo AI thì nó đã sử dụng cái màn hình cảm ứng rất là to. Rất là to. Sang cái mẫu AI này thì mọi người có thể thấy này, đấy, nó có thể thực hiện các cái động tác bẻ vai và vặn mình rất là tinh tế. Và những cái túi khí của nó được xếp chồng lên nhau thành nhiều lớp. Đây. Ví dụ như vai này, 2-4 lớp. Còn bên đây sao? Bên đây chỉ có 2 lớp to thôi, lớp này và lớp này. Đó. Còn ở phần trên thì bổ sung thêm cái loa nghe nhạc. Còn bản thường này chưa có. Phần tay thì sao? Phần tay nó cũng có sự khác biệt rất là nhiều. Thì phần tay mọi người có thể thấy là nó được tích hợp và nó chia ra rất là nhiều túi khí nhỏ khác nhau. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Thì nó chia thành nhiều điểm khác nhau nhá. Nhiều điểm khác nhau và nó bóp ấy, nó bóp thành nhiều điểm. Nó bóp đa điểm luôn chứ nó không bóp. Ví dụ bản thường ấy, thì nó bóp cả một cái túi khí dài nó ép vào. Còn đây nó bóp từng điểm một. Bóp điểm này hoặc điểm này hoặc điểm này. Đấy, bóp, nó đổi cho nhau. Đây ví dụ như bản thường này thì nó sẽ là một túi khí trên và một túi khí dưới. Nó ép toàn bộ cả bàn tay và cánh tay luôn. Nó không chia nhỏ các cái túi khí ra. Nó không chia nhỏ các túi khác. Còn ở những bản cao cấp hơn thì mọi người thấy là cái túi khí nó được chia nhỏ ra thành nhiều điểm. Kể cả ở chân cũng vậy này. 2, 4, 6, 8. Đấy, chia ra nhiều cái túi khí nhỏ. Nên là khi nó, lúc thì nó bóp chỗ này, lúc thì bóp đây, lúc bóp đây, bóp đây. Nó
đảo vị trí cho nhau liên tục, hoặc lúc là nó bóp tất đó. Còn ở đây thì sao, mọi người thấy là đấy, túi khí thì nó làm nó sẽ đơn giản hơn, nó không chia nhỏ thành nhiều túi khí như là cái bản cao cấp đó. Còn bản cao cấp này thì mọi người thấy này, nó thiết kế cả cái đèn này, đèn đổi màu nhé. Đấy, và cái đặc biệt nữa là ở cái bản này thì nó sử dụng cái công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, nên là mình có thể nhập được chiều cao, cân nặng, tuổi tác, giới tính và tất cả các thông số của cơ thể vào để máy nó tự động nó ra bài tập. Còn cái điểm chung giống nhau là gì? Điểm chung giống nhau là hai con đều có khả năng kéo giãn rất là đã, rất là sướng, rất đã luôn. Đấy, rất là đã nhá. Cái điểm chung là đều túm chặt cái chân và kéo căng xuống dưới, kéo căng xuống dưới. Ở phần phần lưng con này này, đấy, nó có túi khí rất là to. Túi khí rất to để nó đẩy cong cái lưng của mình lên. Đấy, kết hợp với cả cái cụm động cơ nữa. Con này cũng vậy này. Túi khí lưng rồi tí túi khí mông, rồi kết hợp với cả động cơ. Nó sẽ phối hợp kết hợp với nhau, nó không nguyên gì túi khí đâu. Nó sẽ kết hợp với nhau cả động cơ ở con lăn ở phía đằng sau đấy. Túi khí nó bơm lên đồng thời cả cái dàn con lăn nó cũng đẩy cong người mình lên. Nó giúp nới lỏng các cái phần đốt sống ra để giảm cái sự chèn áp. Nó nới lỏng các cái đốt sống của mình ra ấy, để giảm cái sự chèn ép lên các cái rễ dây thần kinh để giảm đau lưng. Nếu mà các bác hoặc các anh chị em ấy có người bị để đau lưng mà ngồi lên những cái ghế này ấy, thì sẽ thấy hiệu quả ngay từ cái lần đầu tiên, ngay từ lần đầu tiên nhé. Rất là nhiều khách khi mà ngồi trải nghiệm thử ấy là có nhận xét rằng là khi mà sau khi xong một bài ấy, ngồi dậy cảm giác người nhẹ nhõm và không còn cái cảm giác đau lưng nữa. Có nghĩa là nó hỗ trợ giảm thiểu đau lưng một cách tối đa luôn, mà không cần phải sử dụng đến thuốc thang quá nhiều. Những bác nào mà đang bị đau lưng này, bị thoái hóa này, thoát vị địa đệm này mà cần hỗ trợ trị liệu ấy, thì các bác lên sắm lên một cái ghế nó như thế này, nó sẽ hỗ trợ rất là tốt. Mà khi sử dụng ghế này mình không cần phải uống thuốc thang gì nữa, mà khi sử dụng ấy cái hiệu quả nó lại rất là cao, mà dùng lại dùng được cho cả gia đình. Còn khi sử dụng thuốc thì nó sẽ có nhiều cái rủi ro, ví dụ như là không may mình mua phải thuốc giả, rồi thuốc đẻo, thuốc kém chất lượng, hoặc là những cái loại thuốc mà nó gây hại cho cơ thể, rồi nó gây hại cho gan, cho thận, rồi là các cái tác dụng phụ của thuốc nữa. Còn mình nằm trên ghế này thì nó không có tác dụng phụ gì cả, mà nó lại hỗ trợ được rất là tốt. Các bác không cần phải đến những nơi chăm sóc về vật lý y tế nữa, mà mình có thể sử dụng cái ghế này ngay tại nhà rồi, không cần phải đi đâu cả. Tất cả những sản phẩm này thì ở Nhật ấy, khi mà bán ở thị trường Nhật ấy, là đã được Bộ Y tế Nhật Bản người ta đã cấp phép và người ta kiểm nghiệm rồi. Nó đạt được những hiệu quả rất là cao, nên là đã được Bộ Y tế Nhật Bản người ta cấp phép rồi, chứ không phải là những cái sản phẩm trôi nổi kém chất lượng nữa. Mà rất là dễ sử dụng, mọi người nhìn thấy này, nó chỉ có hai thao tác thôi, bật lên này và chọn bài vậy thôi. Đấy là nó tự động nó ngả ra rồi. Đấy, nó ngả ra đúng như kiểu dạng không trọng lực đấy, mà các bác vẫn nghe những cái hãng ghế Trung Quốc người ta hay quảng cáo đấy. Đây này, đấy, nó ngả ra như thế này này, không trọng lực, tức là khi nó ngả ra thì nó sẽ giảm tối đa cái trọng lượng của cơ thể, nó chèn vào các cái hệ cột sống và các dây thần kinh,
khi mình đứng mình ngồi thì nó sẽ chèn vào cái cột sống, còn mình ngả này ra thì cái lực nó dàn đều ra, nó không dồn trọng tâm vào cái cột sống nữa, thì nó sẽ giúp mình thư giãn và giảm đau. Và cái đặc biệt nữa là cái dòng con lăn silicone rất là êm ở những cái hãng ghế này, kết hợp với cái công nghệ hàng đầu Nhật Bản hiện nay, như là các cái công nghệ là bóng khí, bóng hơi, con lăn bóp vào cơ thể bằng cái công nghệ bóng hơi, tạo ra cái lực nó vừa phải, nó êm ái, không gây đau cho người sử dụng. Và những cái cơ chế tự động kéo giãn như thế này, mọi người có thể thấy này, đấy, rất là thông minh nhá, tất hoàn toàn tự động hết, các bác không phải chỉnh cái gì cả, cứ bật lên là tự động nó trị liệu cho mình thôi. Đây này, trị liệu là ép người gập xuống này, gập người xuống này, rồi là kéo người giãn ra này, rồi là bóp mông, bóp hông này, ép bên nọ rồi đẩy bên kia này, rồi là đẩy kéo căng cái cột sống mình ra này, kéo căng đốt sống ra. Đấy, thổi căng cái phần mông của mình lên này. Đấy, rồi là kết hợp với cả sưởi, sưởi dọc cái phần lưng, rồi chân, tay. Đấy. Rất là nhiều các cái chức năng khác nữa. Rồi là các cái bài đánh shiatsu, bấm huyệt. Nó đem lại cho người sử dụng một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Những cái mẫu này thì nó phân khúc nó bình dân thôi. Những cái mẫu này nó đa số nó dao động khoảng độ 3-40 triệu đổ về thôi. Đấy. Còn những cái mẫu này thì nó cao cấp hơn. Đấy, mẫu này nó cao cấp hơn thì mẫu này nó đắt, nó gần gấp đôi cơ. Đấy, thì mình có thể lựa chọn hai cái phân khúc. Nói về cái cơ cấu hoạt động của con lăn thì nó giống hệt nhau. Về các cái bài kéo giãn ấy, thì nó cũng tương đối là giống nhau. Nó khác nhau chỉ duy nhất đó là, thứ nhất là về cái năm sản xuất, thứ hai là những cái đời mới hơn thì mọi người có thể thấy là những cái phần thiết kế túi khí này nó đẹp hơn rất là nhiều, và nó chia thành nhiều điểm, và nó hỗ trợ cái chức năng nhập thông số cơ thể hoặc là tự động cảm biến cơ thể để ra bài tập. Đấy, con này là màu đỏ, đỏ cờ rất là đẹp luôn, đỏ kết hợp với đen này. Đấy. Và tình trạng còn rất là mới, rất là đẹp nhá. Đấy, sử dụng thì bền lành ổn định. Máy thì hoạt động êm, không có tiếng động. Mọi người có thể thấy máy nó đang hoạt động này, nó êm gần như là không có tiếng động gì cả. Rất là yên tĩnh. Túi khí thì chia là nhiều túi khí xếp chồng lên nhau nên là nó ôm người nó rất là sát luôn, rất sát nhé. Đấy, quay chút đằng sau cho mọi người xem. Đây là phía đằng sau này. Đấy, đằng sau nhé. Đằng sau thì cái con 10 Inada 10.000 này thì cái đuôi nó dài hơn. Cái đuôi nó dài hơn và cái con này thì cái đuôi nó ngắn hơn. Đấy, bây giờ nó đang túm người, nó kéo người ngả ra này. Đây này, mọi người thấy chưa? Đấy. Nó có những cái bài tập trị liệu cực kỳ là hiệu quả nhá. Các bác ngồi sẽ, các bác không ngờ được nó hiệu quả như thế nào đâu. Còn nhiều bác thì cũng một phần là do không biết tới những cái sản phẩm này. Cái thứ hai là cũng một phần là do không tìm hiểu kỹ nên là mua những cái sản phẩm rất là rẻ tiền, ví dụ như là những cái con nó 9-10 triệu hoặc con 15 triệu, 20 triệu của Trung Quốc ấy, sau đó về không dùng được, toàn có bỏ xó hoặc vứt đi thôi. Hoặc có con thì cũng dùng được nhưng mà cái hiệu quả trị liệu thì nó lại không cao. Không, thậm chí nó còn không có. Đấy, thì nếu mà các bác các anh chị mà mua nằm thư giãn thì có thể mua những con ghế Trung Quốc được, nhưng mà nếu mà muốn trị liệu chuyên sâu thì nên mua những cái dòng ghế nội địa của Nhật như thế này, rất là hiệu quả luôn.
Các bác bỏ tiền ra nó xứng đáng luôn. À, như con này đây, cho các bác xem này đấy. Đấy. Là PN 10.000 nhé. Đấy, còn cái con này nó là Family Inada S330. Hàng đẹp luôn cho các bác nhá. Đây này. S330 này. Family Inada nhé. Đấy, công ty trách nhiệm hữu hạn này, Fajira Japan này. Đây này, tem chứng nhận thiết bị chăm sóc tem y tế này của Bộ Y tế Nhật Bản này. Bên đây cũng thế này. Cái này cũng thế này. Đó. Các bác có thể đặt mua những sản phẩm này về dùng mà không lo cái chuyện là dùng có được hay không, bởi vì là những cái sản phẩm này đã được người ta đánh giá và kiểm nghiệm và đã có kết quả rất là tốt rồi, nên là người ta mới cấp phép, nên là mọi người yên tâm với những cái sản phẩm chất lượng cao như thế này. Sở dĩ ở Việt Nam rất ít người bán những cái sản phẩm này, nó nhiều cái nguyên nhân, nhiều lý do, bởi vì những sản phẩm này cái cốt yếu nhất ấy, nó ít người bán, bởi vì những sản phẩm này giá nó rất là cao mà cái lợi nhuận thì nó lại rất là thấp, nên là ít người họ bán. Ví dụ những cái con như thế này, những con này mà giá mới nó toàn 160-170, gần 200 triệu thôi. Những con này cũng vậy. Đấy, con này nó đắt hơn. Đấy, giá nó rất là cao, lúc nó đập hộp nó rất là cao, mà bây giờ qua vài năm sử dụng rồi mà mọi người mua với cái giá nó hấp dẫn như thế này, chẳng tội gì mà không mua, mà mua sử dụng được cho cả nhà, mà cái giá trị của con ghế thì dùng nhiều năm nó cũng không bị mất đi. Đấy. Hàng thì rất là mới, rất là đẹp, rất là đẹp cho các bác để mua lựa chọn luôn. Nếu mà mọi người đã từng mua những sản phẩm nội địa của Nhật rồi thì mọi người sẽ biết được ngay cái chất lượng của nó như thế nào. Đấy, dùng cực kỳ thích luôn. Đây mọi người thấy này. Đấy, đang kéo giãn này. Kéo sướng cực kỳ luôn đấy. Đang đau lưng mà nằm thế này, nó trị liệu cho một hai bài phát là cảm giác là không còn đau nữa luôn. Đấy. Đấy, với mong muốn là đem đến cho mọi người những cái sản phẩm tốt, những sản phẩm chất lượng nhất với cái mức giá hấp dẫn, mức giá chuẩn nhất, để cho tất cả những cái bác hoặc là những cái anh chị nào có bố mẹ đang bị đau lưng đau người hoặc là đang gặp vấn đề sức khỏe có thể trị liệu được. Thì rất mong là nếu mà các bác có điều kiện thì hãy mua về sử dụng, hoặc là có người thân người nhà thì hãy giới thiệu cho họ sử dụng những cái sản phẩm tốt như thế này. Các bác đừng phí tiền vào những cái sản phẩm vô bổ. Nếu bác nào mà chưa bấm đăng ký kênh thì có thể theo dõi kênh để tìm hiểu những cái sản phẩm tiếp theo mà shop đem đến cho mọi người. Chúc mọi người luôn luôn sáng suốt để lựa chọn ra những cái sản phẩm tốt nhất để phục vụ cho sức khỏe cho mình cũng như cho cả gia đình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi kênh. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.